bị bố dượng xâm hại. Đây không phải là câu chuyện của mình, mà là của một đứa em chơi thân với mình. Chuyện này đã xảy ra vào năm ngoái rồi, gội đầu ngay trên sóng truyền hình. Trước khi A, cô bé chơi thân với mình, học đại học. Nói sơ qua về gia cảnh nhà A nhé. Bố mẹ A đã ly dị. A là con một trong gia đình. A được tòa phán quyết là sẽ ở với mẹ. Bố của A sau đó cũng đã rời khỏi quê và ở hẳn ngoài Hà Nội. Mẹ của A sau đó có quen thêm một vài người, nhưng mình và những người hàng xóm khác chưa từng thấy cô cho bất cứ ai vào nhà. Cô L, mẹ của A thường bảo rằng cô ấy làm như vậy là để bảo vệ cái A. Mãi tới lần ấy, khi cô L quen chú Đ, một người trông vô cùng bình thường, đã ly dị vợ, thua cô L tận 5 tuổi, vừa đen vừa lùn, khác hoàn toàn so với những người mà cô L đã quen trước đây. Cô L cho chú Đ đến nhà, thậm chí là còn cho ăn ngủ nghỉ lại ở nhà cả tuần trời. Thiên hạ dị nghị, nhưng mà cô L chẳng ngại. Thậm chí cô L còn chửi thẳng mặt ai dám dèm pha cô và chú Đ. Mọi việc nói chung cũng bình thường, bởi vì dù sao bây giờ cô ấy cũng là người độc thân mà. Việc cô ấy yêu ai, cho ai vào nhà riêng của cô ấy cũng là quyền của cô ấy mà. Mình có tâm sự với A thì A nó bảo là em cũng chả quan tâm lắm, tại bình thường em cũng đi học suốt, về nhà thì đa số là mẹ em với chú ấy thì ngủ rồi, có chú ấy ở nhà thì cũng hay. Từ hồi yêu chú thì mẹ em cũng hay nấu cơm để lo cho gia đình hơn. Cái A nó nói thế thì mình cũng yên tâm phần nào. Nhà mình với nhà cái A thì rất gần nhau, nên nếu có thời gian rảnh thì mình hay chạy qua nhà cái A chơi. Hôm ấy thì mình qua vào buổi trưa, và thường thì buổi trưa thì người lớn hay ngủ á mọi người. Mình có dặn A là cứ mở cửa nhà, khi nào mình qua thì mình tự mở cửa vào tránh ồn ào tới mọi người. Vì là quan hệ của mình với A cũng thân nên là A cũng ok, không có vấn đề gì. Trưa ấy mình qua vừa mở cửa, đang rón rén vào phòng khách thì thấy chú Đờ đang đứng trước cửa phòng của con A. Phòng con A sát với phòng khách các mọi người. Chú Đờ đang hiếng hiếng vào phòng con A. Cửa phòng con A là cái cửa nó trong suốt, mọi người đứng ở ngoài thì có thể nhìn vào trong được. Mình định lên tiếng chào vì cũng thấy bình thường ấy, kiểu bố mẹ mình bình thường cũng hay nhìn thế để kiểm tra xem mình ngủ hay lại bấm điện thoại. Và mình cũng nghĩ đơn giản là cô L nhờ chú Đờ qua kiểm tra hộ, nhưng mà mình cởi đồ chống nắng ra xong thì vẫn thấy chú ấy nhìn chằm chằm vào phòng. Lúc này mình mới đá vào cửa để tạo tiếng động, thì chú mới thu tầm mắt lại và nhìn về phía mình. Thấy mình thì chú ấy cười một phát rồi bảo: "A M à cháu, vào chơi với em đi, chú đi nghỉ đây." Mình cũng cười cười chào chú xong rồi vâng một cái. Lúc mình vào thì mình thấy con A nó quay lưng ra ngoài lướt điện thoại. Mình nói nhỏ là nãy thấy ông Đờ đứng ngoài cửa phòng nhìn chằm chằm vào đấy. A tặc lưỡi một cái: "Suốt luôn á chị, em cũng có thấy rồi nhưng mà mặc kệ, em khóa cửa trong rồi." Mình cũng thấy lo lo giận giận nên là cũng còn nói thêm: "Hôm ấy thì mày nói với mẹ mày đi, chắc nó tanh lòng ý." Tầm một tuần sau mình đang gội đầu thì con bé hớt ha hớt hải chạy qua, mặt tái mét không còn một giọt máu. Mình thấy có vẻ có chuyện không lành nên khóa trái cửa phòng và bảo nó bình tĩnh kể lại. Cái A bảo vẫn đi ngủ như mọi khi, nhưng mà hôm nay buồn ngủ quá nên là nó không lướt điện thoại. Đang ngủ đi thì thấy có cái gì đấy không đúng nên mới bật dậy, thì thấy lão Đờ đang trong phòng nó mà đang hôn nó với sợ, tay thì đang để vào cái chỗ nó sợ quá nên mới cắn vào môi lão một cái thật mạnh rồi chạy qua nhà mình luôn. Mình hỏi: "Thế mẹ mày đâu?" Con bé mới bảo là hôm nay mẹ nó xuống bà ngoại từ sáng, chắc là lão lén vào phòng lấy chìa khóa xong rồi mở cửa phòng nó ra. Chìa khóa phòng nó thì mẹ nó hay giữ mà, em ơi tởm thật sự. Mình hỏi: "Giờ mày tính như thế nào?" Lão dám làm một lần thì chắc chắn là sẽ có lần thứ hai đấy. Con bé bảo chắc em phải nói với mẹ thôi, mẹ em mà không tin thì em mới tính tiếp. Thật ra là bây giờ em cũng không còn nơi nào để bầu víu vào. Nó lo lắng như thế là đúng á mọi người, tại vì không phải mẹ nào cũng thương con rồi là tin tưởng con cái đâu. Mình bảo là: "Ừ thôi nằm đây đi, không ấy thì nhắn với bố mày một tiếng, gì cũng là bố đẻ, lát mẹ mày về rồi hẵng về sau." Tới chiều tối thì mình đưa con bé về, chứ sợ mẹ nó không có nhà, xong rồi nhà có lão kia ở trong thì ôi rồi ôi quá. Lúc mình đi qua thì thấy mẹ cái A cô L đang quét sân, chắc là chưa biết chuyện gì. Thấy mình và A đi vào thì cô hỏi là cả ngày đi đâu mà không thấy mặt. A bảo mình cứ đi về trước đi, có gì thì A sẽ nhắn tin cho mình sau. Nhưng mà cả tuần sau thì mình không có gặp cái A. Mãi đến khi nó giải quyết xong mọi chuyện thì nó mới nhắn tin cho mình. Nó bảo hôm đấy về nhà nói chuyện thẳng thắn với mẹ nó về những cái gì mà ông D đã làm, nhưng mà mẹ nó chẳng tin. Mẹ nó bảo là do nó không ưa ông Đờ nên là nó bịa ra. Xong rồi còn mắng nó là cho ăn cho học mà não toàn chứa cái gì không. Nó bảo là lúc mẹ nó nói câu đấy thì nó mới khóc. Kiểu mẹ ruột mà không tin mình á mọi người. Thế xong rồi nó mới hỏi cô L là nó làm thế để được gì. Nó làm thế thì bố mẹ nó có quay trở về với nhau đâu mà nó phải làm thế. A nó bảo là lúc nghe thấy thế thì mẹ nó khựng lại một lúc, nhưng mà vẫn chọn tin ông D. À mọi người, D với Đờ là một nha. A bảo con đã nói với bố rồi, mẹ không tin con thì con không thể tiếp tục sống ở đây được. Sống lo lắng như thế thì làm sao mà sống được, con sẽ đi với bố. Cô L lúc này gào ầm lên, kêu mày cút đi, cút được thì cút luôn, khỏi phải về đây nữa, rảnh nợ tao. Xong rồi cô ấy điên cuồng vứt hết quần áo của cái A. A nó cũng chẳng nói chẳng rằng gì, dọn hết đồ. Dọn xong thì bố con bé cũng tới. Trước khi đưa con bé đi thì chú cũng vào nhà nói chuyện thẳng thắn rõ ràng để sau này tránh khúc mắc. Lúc này thì ông Đờ đã cút về nhà của ẩm rồi. Cô L có gọi điện nhưng mà lão không có nghe. A thấy thế thì nó bảo mẹ biết sao ổng không dám nghe không, bởi vì con cắn lão ta mà, giờ nghe thì lộ hết à, sao mà dám nghe. Nói chung thì sau đó thì nó chuyển ra Hà Nội ở với bố. Cô L thì nghe mẹ mình kể, sau đó thì vẫn yêu ông Đờ, nhưng mà yêu được một thời gian thôi mọi người. Trước lúc chia tay còn bị lão Đờ đánh đập đấy mọi người, thấy không, con ruột mình đẻ ra còn không tin, tin cái thằng đã ở đâu chết không.